Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Kể Chuyện Của Tôi. Và hôm nay là ngày 14 tháng 8. Thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Đó là một cái lô hồng ngọc mai ha. Thì trước khi vào clip thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ kênh con rất là nhiều. Thì hiện tại thì con có một ít cây hồng ngọc mai đang muốn bán và giao lưu. Thì cô chú anh chị mình có thể là kết nối Zalo điện trực tiếp để lựa cây luôn nha. Và clip này con lên báo giá thôi, tại vì con mới vừa lên clip báo giá cụ thể từng mã số rồi. Thì những cây hồng ngọc mai này á, hiện tại là bên vườn con đã trồng và nuôi dưỡng ở dưới đất luôn nha cô chú anh chị, trồng và nuôi dưỡng ở dưới đất luôn ha. Là khoảng thời gian 2 năm 10 tháng rồi đó, nằm trong tầm đó gần 3 năm rồi. Những cây này nói chung là khá là to và rất là già. Nói chung là hồng ngọc mai này hiện tại bên vườn con đang giao lưu nha, có những gốc rất là to luôn nha. Mấy gốc to như thế này là giá 190.000 nha. Nói chung là có cây nhỏ và có cây to, giá là giao lưu từ 100 cho đến 190. Những cây 100.000 thì thân nó sẽ nhỏ, còn những cây mà 190 thì thân nó sẽ to và như thế này. Đó, nói chung là rễ bọng đồ là chiều cao rễ tầm khoảng từ 15 cm nha, tại vì con trồng âm xuống dưới đất nữa nè, âm xuống dưới chậu nữa. Nói chung là hồng ngọc mai hôm nay con quay tổng thể thôi, cô chú anh chị mình có mua thì cứ alo con qua số điện thoại là con để trên tiêu đề. Đó, nói chung là hồng ngọc mai này hiện tại con đang bán là con ship code, ship hàng toàn quốc luôn nha, chứ không phải là con bán tại vườn. Con lên clip này là con báo giá là con ship hàng toàn quốc luôn á. Cô chú anh chị mình ở đâu mua cũng được. Giá là từ 100 cho đến 190.000 một phôi hồng ngọc mai. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ kênh con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì cô chú anh chị mình có mua thì cứ alo con qua số điện thoại để trên tiêu đề nha. Có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Zalo con để trên số đó luôn ha. Nói chung là số điện thoại vừa số Zalo của chú anh chị mình có thể là điện trực tiếp luôn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ rất nhiều.